kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hòa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mối tình đã tan vỡ, sơn xanh sắp hết nhưng anh thôi không còn nghĩ ngợi. Xuống phố môi tôi xóa quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây. Biết đã tìm được yêu thương nơi cuối thanh xuân. Lời hứa mãi chẳng xa rời, hạnh phúc ta lúc không vui. Vì đã biết chính đôi ta là hai mảnh ghép bức tranh đời mình. Cát Tường và Xuân Bác xin chào đón quý vị đến với chương trình Chân Ái. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chương trình Chân Ái được phát sóng thường xuyên vào 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Mà đây là một chương trình mà chúng tôi, quý vị và các bạn sẽ có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, kết nối tình yêu với tình yêu, trái tim với trái tim. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những bình luận, những cái lời khen cũng như những lời góp ý từ quý vị. Và ban biên tập của chúng tôi sẽ cố gắng làm cho chương trình của chúng ta mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn. Nhưng có những người nói rằng đừng có chủ động, mình phải giữ giá, mình phải kiêu sa. Mà nếu chúng ta lững lờ quá thì mất nhau. Nếu như quý vị và các bạn chưa thực sự biết cách nào để có được một nửa của mình thì hãy đến với chúng tôi, chương trình Chân Ái, nơi mà cảm xúc được thăng hoa. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin trân trọng giới thiệu ban cố vấn của ngày hôm nay cùng đồng hành với Xuân Bắc và Cát Tường. Đó chính là siêu mẫu Hoàng Thùy và ca sĩ Văn Mai Hương. Xin mời. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay vào giờ phút này trên sân khấu có mình tôi là Nam. Còn lại là ba người đẹp. Người đồng hành cùng với tôi là Cát Tường. Thì có lẽ là quý vị và các bạn đã rất là quen biết. Và người tiếp theo chính là Văn Mai Hương, một nữ ca sĩ cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp. Tiếp theo nữa chúng ta đang... Anh chào em. Càng ngày bạn càng đẹp lên rất nhiều. Chúc mừng bạn. Văn Mai Hương, không biết là trải nghiệm về tình yêu của em như thế nào? Em có nhiều kinh nghiệm và tự tin để chia sẻ cho người ta chưa? Ghê gớm nha. Văn Mai Hương tôi biết từ hồi bằng này. Cho đến khi bằng này và bây giờ bằng này. Yêu ai, yêu như thế nào? Chả nhẽ tôi lại kể hết ra đây. Chú hả? À, cháu chú. Đây vẫn là chị. Là chị chứ chị. Chị. Tôi chị đẹp nên là chị là chị. Đúng rồi đó. Rồi. Thế đó, chị hỏi cái câu hỏi cũ là cái kinh nghiệm, cái tình trường của em như thế nào? Thật ra thì trước cái buổi đi quay ngày hôm nay thì bạn em có bảo là chương trình mời mày lên sai quá ha. Sao mà tư vấn nổi? Thì em cũng nghĩ bảo là mình thì cũng có một vài cái kinh nghiệm trong cuộc đời mình, nhưng mà bụt chùa nhà đúng là không thiêng, nó không có áp dụng được cái gì của em hết á. Nhưng mà em hy vọng là ngày hôm nay khi mà em là người ở ngoài, mình nhìn vào thì mình có thể tỉnh táo và sáng suốt hơn. Hy vọng là sẽ đưa ra được những cái lời khuyên cũng như là một vài những cái chia sẻ để cho các cặp đôi ở trên này có thể kết duyên được với nhau. Thế còn Thùy thì sao? Thực ra thì em cũng hơi giống giống Hương, là cái đường tình của mình nó cũng rất là rối rắm. Và mình tự nhiên mình đi lên trên đây và mình làm cố vấn thì cũng hơi ngại ngại. Nhưng mà hy vọng là với con mắt của một người ngoài thì sẽ khách quan hơn trong một cái mối quan hệ. Thì em nghĩ rằng là sẽ có một số cái góp ý cho cặp đôi để maybe các bạn có thể đến được với nhau. Dạ. Và hôm nay thì em cũng báo anh hãy cẩn thận nha, bởi vì là âm thì nó đang thịnh mà dương thì đang suy đó. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ mời ban cố vấn về vị trí của mình để tiếp tục chương trình. Xin mời hai em. Xin mời. Chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến một cái ban còn ghê gớm hơn cả ban cố vấn. Chính xác. Bởi vì họ là người hơn ai hết hiểu được người thân của mình mong muốn điều gì. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị Quang Viên hai họ. Bây giờ chính là lúc chúng ta sẽ biết bốn người tham gia chương trình hôm nay họ là ai. Xin mời. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thứ nhất của chương trình Chân Ái, đó chính là Hy Vọng.
Họ hy vọng đến với chương trình để họ tìm kiếm được một nửa của mình. Để trước hết là họ có một người yêu bên cạnh, rồi sau đó nếu hợp qua quá trình tìm hiểu kỹ càng, họ sẽ tiến tới hôn nhân. Và bây giờ sẽ là bật mí nho nhỏ của chương trình về những người tham gia chương trình. Chào em, anh là Khánh Ngô. Anh 26 tuổi, hiện đang là diễn viên và là người mẫu ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của anh là em, nhưng mà em nào thì anh chưa biết. Trước đây anh từng tham gia một chương trình hẹn hò và tỏ tình thất bại. Nên hôm nay anh muốn cho mình một cơ hội mới. Bởi vì sống là không thể chờ đợi, không thể để tuổi trẻ bị trôi qua một cách lãng phí được. Mặc dù anh không biết em là ai, nhưng anh tin em sẽ là một cô gái mạnh mẽ, thông minh để có thể cùng anh chuyện trò tất cả về mọi thứ. Anh tham gia chân ái để giải đáp cho câu hỏi em mà anh đã nhắc đến. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Ngô Văn Khánh. Ngô Văn Khánh, Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, lúc nãy có phải là em chia sẻ mình đã cũng từng giờ chưa có thành công trong một cái show cũng tìm kiếm người yêu đúng không ạ? Dạ đúng ạ. À, em hiện tại mình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng, đúng không? Dạ không ạ. Hả? Thực ra thì em thì không có nuôi hy vọng là có tình yêu, nhưng mà nếu mà gặp được thì tốt ạ. Nhưng ít ra mình đăng ký tham gia chương trình thì mình vẫn là khao khát, mong muốn ngày hôm nay mình sẽ tìm được chân ái của mình chứ. Dạ đúng rồi, tức là em muốn có một cái gì đó mới, một cái cơ hội mới hơn ạ. Và tất cả những cái gì đã qua trong quá khứ em đã mình xếp nó lại, cất nó kỹ chưa? Dạ. Để sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Dạ rồi ạ. Và ngày hôm nay nếu như em gặp được một người phụ nữ quyến rũ ngay trong chương trình này thì em nghĩ rằng bản thân mình sẽ muốn lập gia đình chưa? Nếu mà lập kế hoạch cuộc đời của em thì em muốn 3 năm nữa thì có gia đình. 3 năm? Dạ. Nhưng mà thực ra em cũng chưa muốn có gia đình lắm ạ. 3 năm cũng là chưa muốn luôn. Người ta phải có một cái kế hoạch 25, 30, 40 hay là không lập gia đình. Chắc do em chưa đủ trải nghiệm để em nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà em có thật sự là yêu thích phụ nữ không? Thì trước giờ em toàn yêu con gái không à? Đấy, chào anh. Phải hỏi đấy, cho kỹ. Thế này, thực ra anh hiểu. Dạ. Em đang muốn có một bạn gái. Dạ. Chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Em giống y như anh trước tuổi 30 vậy. Nhưng khi tôi gặp vợ tôi, khi vợ bây giờ đó. Chứ không lẽ còn vợ nào nữa? Không, khi nói thì vợ bây giờ đấy. Tôi gặp vợ tôi năm tôi 24 tuổi. Lúc đó tôi chưa hề nghĩ rằng là mình sẵn sàng lấy vợ. Nhưng tôi nhìn thấy vợ tôi bảo cô này phải làm vợ mình. Chốt đơn. Là không chắc chắn, bởi vì là cái cảm giác ấy, cái cảm giác của một người bên cạnh mình của cả cuộc đời, không phải ai cũng dễ có cảm giác đấy nhá. Nhưng điều quan trọng ấy là tôi có cảm giác đấy. Vậy thì anh đang hỏi em là thế này. Dạ. Em chưa có kế hoạch lập gia đình, anh hiểu. Dạ, anh hiểu dạ, lắm, hiểu. Bởi vì đời dai mà. Nhá, đời dài chưa biết mỏi, ngại gì xương gió đông này. Mà rồi cái lúc anh lập gia đình là anh bao nhiêu tuổi? 30, tam thập nhi lập. Ủa vậy thế là quen nhau tới 6 năm? 6 năm liền. Ồ. Và cho đến giờ phút này tôi xin khẳng định, tôi nói lời yêu với đúng hai người. Một là mối tình đầu, hai là mối tình thứ hai. Tôi vẫn có những rung động, nhưng đấy không, nhưng mà tôi không nói lời yêu. Vâng. Và đấy là nguyên tắc sống. Vâng. Và đàn ông phải có nguyên tắc sống. Đấy là quan điểm của tôi. Anh hỏi em chính câu này này. Nếu như bây giờ em thực sự gặp một người em yêu. Yeah. Yêu say đắm. Yeah. Yêu yêu đập mặt vào tường luôn đấy. Điên cuồng. Điên cuồng đấy. Và người đó đã đến tuổi lập gia đình. Hai bên gia đình cũng đã đồng ý. Em có lập gia đình không? Câu trả lời quá dễ. Tức là em phải lập gia đình rồi đó. Bởi vì nếu như vậy thì đó là định mệnh của đời em rồi. Thì em phải không lập. Thưa quý vị, đây chính là ngôn ngữ của những người đàn ông chân chính. Thôi, thôi. Bào chữa cho nhau nữa. Làm thì có câu chuyện đó. Con người chúng ta đều có những cái kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên kế hoạch nó vẫn chỉ là kế hoạch. Đôi lúc chúng ta vẫn bị vỡ kế hoạch như thường. Em nhé. Xin chào mọi người. Tên em là Mai Linh. Em từng đi du học ở Nga và bây giờ đang theo đuổi ước mơ học ngành đồ họa. Hiện tại thì em đang làm tự do. Tính cách của em có phần tự do và vui vẻ, và dành thời gian để đọc manga cũng như chơi game cùng bạn bè. Thế nên em mong chân ái của em sẽ là người bên ngoài có vẻ vô tư, nhiệt tình và hài hước, nhưng bên trong luôn ấm áp, tinh tế và biết quan tâm. Anh sẽ qua lại vì em chứ. Và cho đến bây giờ tôi vẫn đang đặt câu hỏi là tại sao
như các em mà bây giờ lại ngồi đây, các em mà nhìn thấy thì các em ngất luôn đi. Bởi vì anh là một người đã có gia đình rồi mà. Xin phép tay tôi vịn vào ghế một chút. Chào em. Em chào anh ạ. Mai Linh có biết là mình rất xinh không? 24 tuổi. Đừng nói với tôi là chưa trải qua mối tình nào. Em cũng có trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình? Dạ. Hãy nói vắn gọn về mối tình đầu tiên đi. Bị cắm sừng ạ. Tức là người ta phản bội đúng không? Dạ vâng ạ. Tại sao lại có những người đàn ông tệ thế nhỉ? Nhiều lắm anh. Trong tình yêu ấy, nếu tình yêu là một sự tổn thương ấy, thì người dũng cảm là chọn tổn thương chính mình. Còn người hèn nhát ấy thì chọn tổn thương người khác. Em ạ, em nhắn một cái lời nào với các anh bên kia đi. Anh ơi, em mong là nếu mình có duyên thì anh... em cảm ơn anh bởi vì đã chịu đựng được một đứa như em. Thứ hai nữa là em... Mặc dù bây giờ em có hơi vẫn còn hơi trẻ con nhưng mà em hứa sẽ vẫn trẻ con như thế. Hứa vẫn trẻ con như thế. Xin cảm ơn bạn. Thì là bởi vì anh ơi, đại từ nhân xưng mà lại không cụ thể, cho nên anh ơi ở đây là số nhiều, tức là các anh ơi đấy. Cơ hội của hai bạn nam là giống nhau nhá. Cảm ơn em, anh chuyển tới đối tượng của em rồi. Xin chào, tôi là Quỳnh Trang, cô gái đến từ Hà Nội. Hiện tại thì tôi đang sinh sống, hoạt động nghệ thuật cũng như là kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghệ thuật ý, thì mình cũng được đi khá nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, có nhiều mối quan hệ. Nhưng để tìm được một người thực sự hiểu và sẵn sàng đồng hành thì thật sự không hề dễ dàng. Trong công việc, tôi là một cô gái giàu năng lượng và cháy hết mình. Đó là lý do mà hôm nay tôi có mặt tại chương trình Chân Ái. Hy vọng là sẽ được gặp anh, chàng trai mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Còn em, nếu như ở một chương trình khác thì tôi đã bộc lộ cảm xúc của tôi khác đi rồi. Nhưng trong chương trình này thì có lẽ là tôi vẫn phải tuân thủ nguyên tắc của chương trình. Vẫn phải bí mật về những thông tin. Quỳnh Trang năm nay bao nhiêu tuổi? Có thể bí mật được không ạ? Cát Tường ấy thống nhất nhá, cho bí mật nhá. Bởi vì bây giờ bạn ấy nói ra thì sợ mọi người biết bạn là 26 tuổi ra thì nó... Đó. Ha, như nào? Như nào? Anh cười chứ. Không phải à? Không ạ. Thế bao nhiêu? Em 18, em mãi mãi 18. À không, năm nay nói 18 thì hơi quá đáng. Em 20. 20. Nếu như mà sang năm thì em sẽ 2001, còn năm nay thì em 2000 ạ. Một cô gái rất xinh đẹp và với những chàng trai ở phía bên kia. Hai cô gái ở phía bên này cực kỳ trẻ trung xinh đẹp. Chỉ nhìn vào ánh mắt, nụ cười của họ, tôi nghĩ rằng bất kỳ chàng trai nào cũng không thể rời đi được. Linh 24 tuổi, Trang mãi mãi tuổi 20. Tụi em nghe rõ thông tin rồi ha. Quan điểm tình yêu của bạn là gì? Lúc trước là cứ yêu như là lần đầu được yêu ạ. Nhưng mà chính vì cái quan điểm đó mà em đã vấp ngã khá nhiều. Còn hiện tại, em của thời điểm hiện tại thì quan điểm tình yêu của em đó là em sẽ tìm cho mình một sự an toàn. Nhưng tôi mà hỏi luôn này, dạ. Em muốn lấy chồng chưa? Bé lâu rồi em mới ngồi đây đó anh. Em ơi, chưa chắc đâu nhá Trang nhá. Dạ. Bởi vì có nhiều bạn lên đây là mới chỉ muốn tìm tình yêu thôi. Bên này là muốn lắm rồi đúng không? Muốn lắm rồi ạ. Đấy, muốn lắm rồi, muốn kết hôn lắm rồi. Đó là một thông tin rất là hữu ích cho các chàng trai bên này. Này, anh hỏi thật, em đã gặp những đau khổ vật vã trong tình yêu bao giờ chưa? Có nhiều cái mà đôi khi những người khác còn chưa tưởng tượng đến. Bởi vì em đã từng tin rất là nhiều vào tình yêu. Em tin vào những người trước mà mình đã từng quen. Và đôi khi đó chính là sai lầm. Nhưng mà nó cũng là một phần của thanh xuân. Sai lầm là một phần của thanh xuân. Chính xác. Có những cái vấp váp, có những cái đau thương ở trong quá khứ, nó mới giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn bản thân mình ở ngày hôm nay. Và hồi nãy giờ thì tôi thấy hai chàng trai, đặc biệt là với cái thông tin của Trang là rất muốn lấy chồng. Lấy chồng ngay bây giờ là anh nào cũng cười tủm tỉm và gật gù gật gù. Hello em, anh là Ngô Ngọc Hoàng Anh. Hiện tại anh là một DJ và một giảng viên DJ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại và tương lai anh sẽ sống và phát triển sự nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Như em biết đấy, công việc của một DJ khá là bận rộn.
Thời gian của anh không cố định nên anh đã chọn cô đơn hơn một năm nay rồi. Đến bây giờ anh không còn muốn một mình nữa. Em có biết là muốn có một bản nhạc hay, anh phải tìm những đúng nhịp điều chuyển. Em muốn có một cuộc sống hạnh phúc, em phải tìm đúng người để yêu. Chân ái của em là anh đây, hãy giúp anh thoát ế em nha. Hoàng Anh. Vâng. Hoàng Anh bao nhiêu tuổi? Năm nay em 27 tuổi rồi ạ. 27 tuổi, bao giờ định lập gia đình? Nếu mà theo kế hoạch như mọi người vừa nói vừa nãy ạ, thì cái kế hoạch của em nó từ 2 năm trước ạ. 2 năm trước? Nhưng mà nó vỡ lở ra rồi đấy là... Tại sao vỡ kế hoạch? Em... từ người thứ hai thành người thứ ba ấy ạ. À... Nên là... thôi em dừng lại đến tận bây giờ em tìm tiếp ạ. Thế tại sao lúc đó kế hoạch lập gia đình của em sớm vậy? 25 tuổi đã muốn lập gia đình. Bởi vì em làm một cái nghề nó khá là... gặp nhiều người rồi... đúng nghĩa là nơi mà mọi người đi chơi ấy, thì là nơi em làm việc. Nên là đúng nghĩa là em hiểu. Bị kiểu là em chả biết phải chơi cái gì nữa ấy. Mấy cả em cũng bị chán một mình rồi. Đấy là lý do em muốn lập gia đình từ 2 năm trước. Vậy thì cái mối tình đó nó có tác động nhiều đến em hay không? Rồi bao giờ mình mới bình phục trở lại? Cái thời gian đấy là em mất một năm để có thể bình thường trở lại. Đấy, đấy, câu của tôi cực chuẩn. Trong tình yêu là có hai đối tượng không nên tin. Một là đàn ông, hai là phụ nữ. Hết. Bên kia cũng có một cô gái bị cắm sừng. Bên đây cũng có một chàng trai bị cắm sừng. Hỡi ơi, thế gian tình là gì? Vậy mà ai cũng đâm đầu đi tìm tình yêu. Đó, không sao cả, bởi vì không có tình yêu chúng ta cuộc sống nó không có thi vị. Với bốn người tham gia trong chương trình hôm nay, một bên là các bạn nữ cực kỳ thông minh, trẻ trung và xinh đẹp. Một bên là những chàng trai, thậm chí có người lập kế hoạch để có gia đình cách đây 2 năm nhưng vẫn chưa đạt được. Và bây giờ tôi rất muốn các bạn hãy thoải mái lên, bởi vì các bạn đang tìm chân ái cho các bạn. Ai muốn hỏi ai câu gì hay không? Nào, ai muốn hỏi giơ tay lên cái. Rồi, mời em, mời Khánh. Cho em hỏi là con gái Hà Nội yêu thì sao ạ? Hỏi ai ấy? Em hỏi ai? Em hỏi hai bạn luôn, tại vì em chưa quen người Hà Nội bây giờ. Rồi rồi, câu này khi để Văn Mai Hương trả lời. Yêu thì sao, cố vấn. Con gái Hà Nội hả? Em nghĩ là sẽ không có sự so sánh quá nhiều, nhưng mà nếu mà bạn yêu được một cô gái Hà Nội mà người ta yêu bạn thì bạn sẽ vô cùng sung sướng và tuyệt vời. Và họ có một cái hoạch định về cái kế hoạch tương lai của họ một cách có mục đích rõ ràng. Lại là có kế hoạch. Có kế hoạch rõ ràng, anh không có thích kế hoạch nha em nha. Em có một câu hỏi từ nãy giờ là tại sao những bạn mà vừa trẻ vừa đẹp mà lại có công việc ổn định như thế này mà lại không có thể kiếm được một cái người ngoài đời? Có thể trả lời cho mình Trang, được không? Em có thể đại diện trả lời câu hỏi này cho chị Hoàng Thùy được không? Vâng, em xin phép trả lời ạ. Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà khá nhiều người thắc mắc với em, và em nghĩ là cũng rất là nhiều các bạn trẻ bây giờ khi mà thành đạt và có ngoại hình thì cũng rất là nhiều người bị ế, bởi vì nhìn vào người ta đã nói là như thế này làm gì mà không có người yêu. Và đôi khi là bởi vì xã hội bây giờ em thấy ai sống cũng vội và không chậm lại một chút để nhìn lại, để mà có thể cảm nhận về đối phương. Và như em á, bản thân em cũng là một người rất là sợ, ai cũng sợ, đôi khi là tiến một bước lại lùi hai bước. Và chính vì thế mà rất là nhiều người vụt mất nhau, và đó là lý do mà chúng em ngồi ở đây ngày hôm nay ạ. Thế còn một chàng trai cho ý kiến nào? Hoàng Anh. Em thấy em không đẹp. Bởi vì em lúc nào em cũng tự ti là vì em béo ấy. Với cả lúc nào em cũng bị ra ngoài đường ấy, em bị nhìn bị đúng kiểu trội lên so với mọi người, em bị quá to ấy. Có to gì đâu trời. Em 1m9 đó chị. Chị không thể thấy em to vậy đó. Khổ quá, em nó 1m9 nhưng em nó ngồi. Không, nhưng mà nó cân xứng mà, có béo gì đâu. Một cái nữa là em làm một cái nghề, đó là nghề DJ. Mọi người đều mặc định vào cho cái nghề DJ ấy, nó là xung quanh DJ rất nhiều phụ nữ, rất nhiều bạn nữ. Đó là lý do tại sao mà luôn luôn em bảo bạn bè em hỏi là thế có người yêu chưa? Bảo chưa, bảo DJ mà chưa có người yêu, điêu. Ai nói câu đấy? Không sao em ạ, thật ra là cũng có những người đồng cảm và chia sẻ với mình. Hôm nay tất cả các em sẽ tìm được chân ái, đó là hy vọng của chúng tôi. Thỏa mãn rồi hả cố vấn ha? Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc phần đầu tiên, đó là hy vọng. Và tôi tin rằng giờ phút này các bạn đã nhiều hy vọng hơn với đối tượng của mình. Chúng ta ngay bây giờ sẽ đến với phần thứ hai, thưa quý vị, đó chính là chạm mặt.
chào đón quý vị và các bạn đến với phần 2 của chương trình, đó chính là chạm mặt. Các bạn có thể yêu cầu chúng tôi sẽ cho các bạn xem đôi mắt, cái mũi, cái miệng, mái tóc, bờ vai, vóc dáng, thậm chí là hình các bạn lúc nhỏ nhá. Nhưng tôi nói nôm na là ai thích xem gì tôi cho xem nấy. Và bây giờ ưu tiên cho phụ nữ. Linh, em muốn xem cái gì của ai? Em xin phép xem hình hồi nhỏ của anh Hoàng Anh với ạ. Ôi dễ thương đấy. Dễ thương đấy. Dễ cưng. Ê, mình nhìn xuống cái chân hình như cũng có cái cảm giác hơi ú ú từ lúc nhỏ nha. Không, bạn này là có xu hướng DJ từ bé đây này. Ờ, DJ đúng rồi. Đã đứng nhảy rồi đây này. Sao Linh, em cảm giác như thế nào về tấm hình này? Em cảm thấy đúng là anh ấy có tư chất DJ từ nhỏ, tay đã trà đĩa các thứ. Thế còn Trang, em cảm nhận như thế nào về anh Hoàng Anh? Em thấy là anh này khá là nhí nhố ạ. Ngay từ bé chắc là đúng là hợp với nghề DJ ạ. Bởi vì thích sự sôi động và nhìn mặt anh ấy em cũng thấy có sự rất là lanh. Lanh hả? Vâng ạ. Em vừa nhận xét là thế nào, bạn này thế nào hả Trang? Nhí nhố ạ. Nhí nhố và rất là lanh đúng không? Vâng ạ. Giống y anh hồi bé. Nhưng sao người ta 1m9 mà anh có... Thì hồi bé mà. Em muốn xem mắt của anh Khánh ạ. Sai quá. Cảm nhận gì ở đôi mắt ấy Trang? Em bị không biết ạ. Khó nói ạ. Bối rối. Có gì đâu mà. À đúng rồi, bối rối. Đấy, em còn không nhớ được từ gì để nói ạ. Linh, em có thể giúp đỡ cho người bạn gái kế bên. Cảm nhận của em như thế nào về đôi mắt này? Em chết chìm trong đôi mắt này. Chết chìm trong đôi mắt này. Wow. Thế là trong đôi mắt em, anh là tất cả rồi đấy. Ăn thính. Mấy chàng trai của chúng ta nãy giờ ăn thính hơi nhiều. Anh Khánh, bây giờ anh muốn xem cái gì của ai? Dạ, em muốn xem hình lúc nhỏ của bạn Mai Linh ạ. Hình lúc nhỏ của Mai Linh. Ôi trời ơi, tại sao em lại sexy thế này? Với tấm hình này thì em cảm nhận được gì? Thực ra thì hồi nãy giờ em nghĩ về cái bạn Mai Linh này một cái hình ảnh khác. Tức là em nghĩ bạn này rất là nữ tính, nhưng mà hình này thì bạn rất là cá tính. Và em hơi bất ngờ về cái hình ảnh này. Sốc quá em ha. Cuộc đời nó có nhiều bất ngờ lắm. Xin quay ra là mình biết ngay à. Nhưng mà vậy thì mà đang, cái này là đang hồi bé. Cái này là bé mà bé quá. Chưa nói được gì hết. Ôi giời, em mà xem cái hình hồi bé cỡ này của Hoàng Thùy em còn không nhận ra. Trời ơi, em y chang một anh con trai luôn. Đấy. Trời ơi, cực kỳ manly luôn. May quá ngày xưa mẹ em đã cho được cho em mặc bikini rồi, may quá. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn cuối cùng của Hoàng Anh. Cho em hỏi vừa nãy ai bảo hồi bé trông em nhí nhố với cả... Trang. Thì cho em xem mình hồi bé của bạn ấy ạ. Dám nói người ta nhí nhố hả? Hình hồi nhỏ của Trang, xin mời. Trả đũa trong tình yêu cũng rất là thú vị. Thế bây giờ Hoàng Anh đoán thử xem đâu là bạn Trang. Em nghĩ nếu mà bạn ấy đưa cái hình như thế này em nghĩ là chắc bạn ấy ở giữa. Nhưng chắc không phải đâu đúng không ạ? Em là không phải ở bên trái ngoài cùng mà em là ở bên phải ngoài cùng đấy ạ. À. Thế em chụp hình với ai vậy ạ? Em đang chụp hình với cả mẹ và em trai. Hôm nay thì có em trai và người em thân của em tham gia. Em thấy thế nào Hoàng Anh? Trông bạn này cũng nữ tính. Mà trông kiểu... Trông kiểu hiền hiền ấy. Nhận gì đến thế thôi ạ, chưa nhìn được nhiều gì hơn. Thế Khánh, em có cảm nhận gì về bạn Trang? Em nghĩ bạn này là một người nổi loạn ngầm ạ. Ủa, nổi loạn chỗ nào vậy em? Ngầm cái loạn nào vậy? Tức là hồi nãy giờ em thấy cái bạn chia sẻ về bạn thì bạn là một người rất là thú vị. Nhưng mà cái này thì em thấy khá là nữ tính, như là chắc là ngày xưa mẹ bắt là phải nữ tính như vậy. Đâu có, chị lại thấy tấm hình này em ấy đã thể hiện sự nổi loạn rồi chứ. Em nhìn xuống cái đôi giày với hai đôi vớ coi. Em thấy model đi trước thời đại ghê chưa? Đó, mang hai đôi vớ đúng không Trang? Vâng, đúng rồi ạ. Thì sao vậy Trang? Em cũng không biết hồi đấy mốt thế nào. Rất ấn tượng và cá tính.
kết thúc vòng này thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng có kha khá những cái thông tin móc miếc điện trong người các bạn đã sẹt sẹt được tí nào hay chưa. Thế bây giờ Tường sẽ xin hỏi ý kiến của người thân của mình một chút xíu nha. Hỏi ai là em trai của đây, em trai, em ruột, còn em nào khá thân đây? Em nghĩ rằng em hiểu mong muốn cũng như nhu cầu cũng như là ước nguyện của chị Trang. Vì chơi khá thân nên em cũng hiểu rằng chị em cũng đang tìm một người giống như chị đã nói là tử tế. Em cũng mong là chị đó tìm một bến đỗ của mình. Vậy thì trong khuôn khổ từ nãy đến giờ em theo dõi, mặc dù em chưa thấy hai chàng trai bên kia rõ ràng, nhưng em có cảm giác hôm nay chị Trang mình có thể có được một ai đó ở bên kia không? Hai người ở bên đó thì em đã chấm một người rồi. Tốt, đã chấm một người, cứ để yên đó, đừng làm cho chị Trang lung lạc. Em và chị sống nhau từ nhỏ, chị rất là yêu thương em, cũng như là em rất là yêu thương chị, nên là em cũng đã chấm được cho chị gái của mình một người. Em cũng đã chấm được cho chị một người nha chị nha. Yên tâm hôm nay, nhưng mà vấn đề là Tôi xin lỗi. Hai anh em đi cùng với nhau đừng nói là mỗi người chấm một người nhá. Là vất vả cho Trang đấy nhá. Cùng quan điểm, hai đứa nó có bàn luận với nhau rồi. Vâng. Hai anh này đều bàn luận rằng chị Trang hôm nay có được một người rồi. Đấy, còn ai thì để đó, bí mật, từ từ tính. Bây giờ Linh, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với cả gia đình của mẹ nuôi và người bạn rất là thân với em. Em coi như là chị em gái ruột ạ. À dạ, chào cô ạ. Cô tên là Tuyết, là mẹ nuôi của bé Linh. Thì bé Linh thì đã biết từ hồi nhỏ, lúc mới sinh ra luôn á. Vì là hai ba mẹ, hai gia đình là chơi rất thân với nhau. Thì hôm nay là con gái đến đây, là mẹ ở đây, là ba mẹ ruột của Linh là vẫn ngoài Hà Nội. Nên là trong này là mẹ với lại chị gái của Linh ấy là đến để cổ vũ cho con gái. Mẹ cũng đã chấm cho con được một người. Nhưng mà rồi. Mẹ cũng đã chấm cho con được một người. Nhưng mà dạ thưa mẹ, các Tường có nghe phong phanh mẹ là mẹ nuôi, nhưng mà nghe đâu đó hồi xưa mém chút xíu là mẹ chồng rồi đúng không ạ? Sao các Tường biết rõ vậy? Tìm hiểu chứ. Thì ngày xưa là hai ba mẹ, hai gia đình rất thân với nhau, là cũng muốn là xe duyên cho các con. Nhưng mà lớn lên thì anh em nó quý nhau như là anh trai em gái thôi, chứ không có cái tình cảm yêu đương. Nên là ba mẹ là vẫn cứ là coi là con. Vâng, cảm ơn cô. Đó cũng là những thông tin rất bổ ích. À, hôm nay dường như là họ nhà trai của mình là mình không có người thân đi theo đúng không em? Dạ. Và Khánh cũng vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ chị sẽ đại diện hỏi một quý vị khán giả ở đây. Xin chào cô ạ. Dạ cô tên là gì ạ? Dạ tên là Việt. Người lớn nhìn vào cái nhóm trẻ này, cô nghĩ ngày hôm nay có cặp đôi nào có thể kết nối được với nhau không cô? Theo cô thì hai cặp này thì đều được. Hai cặp này đều được, nhưng mà chưa biết ai với ai đúng không cô? Đúng, đúng ạ. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà đã mình đã quyết định gả thân phận mình cho cái số phận là ngày hôm nay đến cái chương trình này rồi thì chúng ta không có nghĩa gì mà tự nhiên là mình lại đi về đúng không? Là chạm cái kiểu chạm hình như thế thì cũng chưa xi nhê gì, nên là nếu mà mình mà tiếp tục đi vào tiếp vòng trong thì có khả năng thì sẽ có thể là có hai cặp, em nghĩ là như vậy. Nếu như các bạn mở lòng, tại vì nhìn ở đây thì thấy các bạn rất là xứng đôi vừa lứa luôn. Đúng không? Tội gì biết đâu. Có thể có hai cặp nhá. Anh hỏi em. Dạ. Em đã nhắm được đối tượng cho mình chưa? Em cũng đã suy nghĩ một người. Cũng đang suy nghĩ. Vâng. Rồi. Còn em? Khánh. Dạ thực ra thì em thích tính cách của một bạn. Nhưng em nghĩ em hợp tính cách của một bạn còn lại. Là như nào? Tức là cái em thích thì em nghĩ là có thể nó không hợp với em. Ờ. Mà cái hợp em thì có thể em không thích. Ờ thì cũng không biết, nhưng mà em nói chuyện làm anh lại nhớ mẹ anh. Bởi vì mẹ anh mà khi anh còn bé mà anh nói những cái quan điểm mà nó như vậy ấy, thì mẹ anh bảo là anh nói như là đấm bị bông ấy, đấm bên nọ nó lại phồng bên kia. Nó giống nhau không? Nhưng mà ít nhất là em đã xác định. Dạ. Và em đang có cảm xúc. Có thể đối tượng đó đúng hoặc hợp với em hay không. Đúng không? Dạ vâng ạ. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Linh. Cô gái vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Nào, em đã nhắm được đối tượng nào chưa?
Em có nghiêng về phía một anh hơn ạ. À, nghiêng về phía một anh hơn. Dạ vâng, chỉ một chút thôi ạ. Một chút, tức là nghiêng hơn một chút hay là cảm xúc một chút? Em có cảm giác anh ấy hợp với cái mẫu người em thích hơn ạ. Ừ, cảm thấy rồi đúng không? Dạ. Chúc mừng em. Còn em, cô gái hồi nhỏ đi hai bộ tất. Em đã có cảm xúc và em mong muốn tiến xa hơn nữa với một ai chưa? À, thực ra thì em không biết là có tham không, nhưng mà tại vì em có cảm xúc với cả hai người, không phải là cảm xúc là thích mà là em muốn tìm hiểu cả hai người, cho nên là em sẽ chấp nhận vào vòng sau ạ. À, tức là được, em cứ nói thích cả hai cũng không sao cả. Em đã chọn đâu đúng không? Một lần nữa tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn, đặc biệt là em. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, bây giờ những người tham gia chương trình sẽ cần phải đưa ra quyết định của mình, xem có bước tiếp vào vòng sau của chương trình hay không. Và đương nhiên rồi, quy định của chương trình, sau 5 giây, nếu các bạn đứng lên và đứng tại chỗ thì đó là tín hiệu đồng ý bước tiếp. Còn nếu các bạn vẫn ngồi ở ghế sau 5 giây, điều đó có nghĩa là các bạn rời khỏi chương trình. Nào, tất cả chuẩn bị. 5 4 3 thấy cả bốn bạn cùng chỉnh đốn trang phục. Họ đang rất nghiêm túc cho phần tiếp theo. Và xin chào đón quý vị và các bạn đến với phần thứ 3 của chương trình Chân Ái, đó chính là Team. Chào đón quý vị và các bạn đến với phần 3 của chương trình, đó chính là Tìm. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn sẽ xoay người lại và hãy tìm đối tượng của mình. Thưa quý vị, căng thẳng quá. 3, 2, 1. Xoay người. Sao? Hoàng Anh nói gì? Em hình như là em biết bạn ấy thì phải. Gì? Em hình như em biết bạn ấy. Đây này, đang đứng không vững này, chân tay cứ thế này. Đó. Tự nhiên tôi nhìn Linh và tôi lại cảm tưởng đến cái tấm hình hồi nãy lúc còn bé. À, tôi xin hỏi bạn Khánh. Dạ. Yeah. Khi quay lại, có đúng tưởng tượng của bạn không? Có một người đúng rồi. Có một người đúng là được rồi. Những người yêu thích các chương trình truyền hình đều cũng đã nhận ra một gương mặt rất quen thuộc là Trang Moon. Dạ. Bạn là một DJ rất nổi tiếng. Xin chào mọi người ạ. Nào, tôi xin hỏi Hoàng Anh, quay lại, biết rằng đây là Trang Moon, cảm xúc của bạn thế nào? Dối quá, em chả biết nói gì. Nên là em chỉ biết bạn ấy qua những show bạn đi làm á. Và nó rất đang kiểu bị bối rối, không biết phải nói sao. Và cái suy đoán của em về hai cô gái này, khi em quay lại thì nó đúng hay nó sai? Đúng ạ. Đúng. Yeah. Bây giờ hỏi ông câu gì ông chả đúng. Cứ đứng lắc qua lắc lại thế. Vậy kỳ nghiệp á, cứ thấy nhún. Còn Linh. Dạ. Cảm xúc của em khi quay lại nó như thế nào? Hai anh cũng giống như là em tưởng tượng, nhưng mà anh Hoàng Anh ạ, em cảm thấy anh nam tính rất là mạnh mẽ qua hình thể của anh, chứ anh không hề béo đâu ạ. Vâng, còn anh Khánh thì đúng là em bây giờ em chết chìm luôn rồi chứ không. Có người vừa nói cái câu đấy, em cảm giác như thế nào? Em biết nói gì ạ? Thế thì bây giờ chương trình sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái cảm xúc nữa, bởi vì vòng này là vòng tìm. Làm sao chúng ta có thể tìm thấy nhau, đúng không Vong Mai Hương? Em thấy chương trình nên bố trí cho các bạn đứng gần nhau hơn một tí thì... Em yên tâm. Dạ. Nhưng bây giờ em muốn gần nhau thế nào? Theo như ý của em muốn thế nào? Sáng kiến như sáng nào? Sáng kiến ạ? Thôi em không đưa ra sáng kiến đâu. Đây nhá, chương trình nó rất mở. Văn Mai Hương có biết không? Hoàng Thùy có biết không? Thậm chí mỗi hôm một DJ sân khấu. Thế ạ? Bây giờ em lên em xem này. À rồi, em có từ lên xem họ gái trước đã. Click.
Ôi trời ơi, xinh thế này. Xinh lắm luôn đấy. Hello em. Cảm ơn chị, đẹp quá. Ôi anh này thì quá cao rồi. Ôi chiều cao này phù hợp với chồng tương lai của em đấy anh. Ủa sao phù hợp với chồng tương lai của em? Không gì. Ôi bạn này thì đẹp quá, giống một người bạn cũ của mình. À. Và bây giờ âm nhạc sẽ vang lên. Một bài nhạc vang lên trữ tình lãng mạn ngay tại sân khấu của Trần Ái. Và các bạn hãy chủ động mời một ai đó mà mình thích khiêu vũ, đó là chạm, đúng không ạ? À? Và chúng ta có quyền thay đổi để chúng ta kiểm tra cảm xúc của mình. Và bây giờ âm nhạc. Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Vậy mà sao có thế này thôi ạ? Cái gì? Em vừa thấy tay anh đó có bị gì không? Thì cái này đâu mà tay xong cái tay nó bị chai á. Còn sao mà em tay, tức là em là bình thường tay lại quá. Mùi ngược lắm luôn ấy. Mình di chuyển một chút đi ạ. Cho nên là em sẽ bị lạnh. Em bật điều hòa 29 độ. Ôi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy. Cho tôi hỏi một chút, các bạn có muốn giai điệu lại vang lên để các bạn có thể đổi vị trí của cặp đôi nhảy không? Trong mặt không muốn. Không phải là muốn hay không mà em đang bị run ấy. Không hiểu sao em đứng ở trên sân khấu nhiều rồi em không run mà hôm nay lên đây cứ cảm giác kiểu như là mình đúng mình mới vẫn còn 20 tuổi thật ấy. À, em cũng thế. Bình thường em ở trên stage thì tất cả mọi người bảo em nhìn trông như một chiến binh ấy, nhưng mà ở đây em đang không hiểu phải làm gì á. Chị thấy mà, nói em đứng cứ nhấp nha nhấp nhô thế là chị biết em chưa tự tin rồi. Tụi em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh Xuân Bắc là mình có muốn trao đổi bạn nhảy để mình kiểm tra cảm xúc một lần nữa không? Em dừng ạ. Em dừng. Khánh thì sao? Ok, em cũng dừng luôn. Thưa quý vị, âm nhạc vang lên. Họ đã đến gần nhau. Và những lần động chạm đầu tiên này vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy có những ánh mắt bối rối. Chúng ta thấy có những bước đi không tự tin. Chúng ta cũng thấy có những người vã mồ hôi chán. Tôi còn thấy bạn Linh dường như đang hoàn toàn bị động. Và tôi đề nghị bạn Khánh lần sau nói gì thì nói to lên, chứ đừng có giả vờ cố tình nói nhỏ để bạn nữ ấy dạ. Ở đây chúng tôi biết hết. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy hai DJ đi sai bước nhạc. Lỏng kha lỏng khổng, chẳng đâu vào đâu. Bây giờ tôi xin hỏi bạn Trang, lý do nào khiến bạn đến với một chương trình như thế này? Tức là bạn phải mở lòng mình vô cùng. Bạn không ngại những cái định kiến hay suy nghĩ của những người khác. Mọi người nhìn vào thì sẽ luôn nghĩ là con bé này giống như ngay từ lúc đầu anh Xuân Bắc có nhìn thấy em bảo ôi anh tưởng em phải nhiều người vây quanh lắm mà tại sao hôm nay em ngồi đây. Thì chính vì những suy nghĩ đó mà hôm nay em đứng đây đấy ạ. Vâng. Bạn Hoàng Anh, khi nhìn thấy là Trang rồi, ngoài cái việc là bối rối không biết nói gì vân vân thì em mới nói cảm xúc thực của mình. Bạn có hâm mộ Trang không? Một bạn gái làm DJ mà em có thể đứng yên và đừng nhúng được không? Vậy nghề nghiệp. Tức là bạn ấy đi được đến cái bước này rồi thì em không phải nói là hâm mộ đâu, em respect cái điều đấy. Tôn trọng điều đó. Hoàng Anh, bạn nói chuyện ấy, em cảm thấy rất là kiểu lọc tin tưởng á. Cái giọng nói á, cảm giác cho mình đàn ông đúng không? Rất là đàn ông. Có thể che chở bảo vệ được cho một người phụ nữ. Chuẩn đấy, Trang. Triển đi chứ còn gì nữa. Này Văn Mai Hương vừa bảo triển đi là triển cái gì? Triển đi, bây giờ có hai cặp thì em hỏi bảo triển đi là triển thôi. Xin cảm ơn ban cố vấn rất nhiều. Bốn bạn bắt đầu ghi hình. Chúng tôi đã cài những cái máy lắp đặt vào trong người của các bạn để xem nhịp tim của các bạn, hơi thở của các bạn, ánh mắt của các bạn, để chúng ta có thêm những cái suy nghĩ
để nó đưa ra cái quyết định của mình nó chính xác hơn. Cho tôi xem cặp đôi giữa Linh và Khánh. Hồi hộp quá. 60.5. Con số giữa Linh và Hoàng Anh. 52.2. Tỷ số cảm xúc giữa Trang và Khánh. Xin mời phòng máy. Một con số khá lớn, 60.3%. Đôi cuối cùng đó chính là Trang và Hoàng Anh. 68.2%. Mặc dù chỉ dung văn dung vẻ mà con số cũng tương đối cao. Và cho tôi hỏi, các bạn lưu ý rằng là cơ hội chỉ có một. Linh, em muốn anh hỏi ai? Tất nhiên là đến giờ phút này thì em mong sẽ anh sẽ hỏi anh Khánh ạ. À ha. Khánh. Dạ. Em có muốn anh bật nhạc lại một lần nữa không? Ra thì cái khả năng khiêu vũ của em nó cũng có hạn. Em nghĩ là ánh mắt là em đã đủ hiểu rồi. Hoàng Anh, em có muốn khiêu vũ một lần nữa không? Em thì ngược với Khánh là khả năng khiêu vũ của em có thừa, nhưng mà em không cần điều đấy nữa. Em cần thế này rồi. Em thì lại là khả năng khiêu vũ có thừa, nhưng thế này là đủ, không cần luôn. Anh có muốn khiêu vũ không? Anh có. Một chút nữa nghỉ rồi chúng ta cùng khiêu vũ. Nào, tôi hỏi Trang Môn, bạn có muốn kiểm tra lại cảm xúc của mình không? Phải với Trang tôi phải hỏi vậy. Thực ra thì em cũng không biết. Đối với chị, nhiều khi nói chuyện chưa đủ, nhưng mà cái đụng nhau, cái va chạm vào nhau mới xem là có cái luồng điện nó chạy qua hay không, có cảm xúc, có cảm giác của cái gì gọi là tình yêu hay không. Đó không có gì gọi là thiếu tế nhị, đó không có gì gọi là mất lịch sự. Đó chính là mình tôn trọng bản thân mình cũng như tôn trọng đối phương. Em có muốn hay không? Thực ra thì trước khi chị nói, chị phân tích thì em muốn. Nhưng mà em nghĩ là cái cảm xúc ấy ạ, thì chắc là em không cần nữa ạ. Em có lựa chọn của mình rồi. Ok. Oh, yes. Và ngay bây giờ sau 5 giây mà anh xin bắt đếm, các bạn phải ghi tên mà người mình muốn hẹn hò trong chương trình chân ái này vào tấm bảng đang nằm trên tay của các bạn. Chuẩn bị. 1. 5 giây. Em nôn. Anh em đều nôn. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 1 mà vẫn còn quý máy, quý máy. Biết cái gì. Hết thời gian. Dù các bạn có cặp đôi được với nhau hay không, thì tôi nghĩ tất cả cảm xúc từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đều trân trọng. Các bạn cùng xoay bảng của mình ra một lượt nhé. 1 2 3. Em bước xuống nha. Tôi phải điếng tính gần lại. Mắt tôi cũng hơi cận. À không, mắt tôi mắt lão. Em vẽ cái gì vậy? Đâu, em viết à. Hả? Em viết à. Em viết cái gì vậy? Chữ T à. Trang. Sao anh lại ngồi rồi? Gục ngã rồi hả? Quý vị đã hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa ạ? Anh đứng lên đi, quyền của người ta mà. Cảm xúc của bạn ấy. Chúng ta đang nhìn thấy bạn Hoàng Anh thì ghi tên Trang, nhưng bạn Khánh cũng ghi tên Trang. Bạn Linh ghi tên Khánh và Hoàng Anh thì nằm trên tấm bảng của Trang. Điều đó có nghĩa là... Cố vấn, em nói đi, em hiểu điều đó có nghĩa là gì không, Măng Phan, Mai Hương? Không, tại vì thật ra cái điều này em nhìn thấy từ đầu lúc đầu rồi.
Đó là có sẽ có một cặp ở trong này mà các bạn ý giống như bọn em hay dùng một cái từ đó là họ có cái chemistry với nhau á. Là khi mà họ đứng lên, họ nhìn thấy nhau, họ chạm được vào người nhau là nó có cái phản ứng hóa học ấy. Thì cái điều đấy là em nhìn thấy được ở Hoàng Anh và Trang. Tại em cũng hơi bất ngờ là vì Khánh cũng ghi tên Trang. Hoàng Anh với lại Trang thì em nghĩ rằng là hai bạn đã có một cái sự kết nối khi mà hai bạn chia sẻ cũng như là khiêu vũ cùng với nhau. Nhưng mà Khánh với lại Linh thì em cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà lúc nãy thấy cái chỉ số thì cũng khá là cao. Nên là... Bạn Khánh. Vâng ạ. Ở phần nào đó bằng kinh nghiệm nho nhỏ của chúng tôi đang mường tượng có một điều gì đó nó không êm ái trong việc này. Tại vì em... Thực ra cho em chia sẻ một chút mà. Trước đây thì em chỉ toàn thích những người mà em phải nói chuyện và phải quen người ta rất là lâu rồi thì em mới thích người ta. Thì hồi nãy em có nói là em thích tính cách một người và em nghĩ em hợp tính cách một người khác. Và em nói một câu nữa là cái người mà em hình dung ra được là như thế nào á, là đó là bạn Linh. Và em nghĩ là cái tính cách của bạn Linh đó là rất là hợp với em. Nhưng mà cái câu đầu tiên em hỏi Trang và cái chia sẻ của Trang á là những gì em đang tìm kiếm bây giờ. Có nghĩa là cái điều này ngay vòng đầu em đã cảm chính nhận xác được rồi. Yeah. Và em vẫn nuôi dưỡng cái cảm xúc đó đến tận giờ phút này. Cho nên khi chúng tôi yêu cầu em có muốn kiểm tra lại cảm xúc của mình không thì em vẫn khẳng định là không cần thiết. Dạ, đúng rồi. Và em đã có cái đáp án của mình ngay từ đầu. Nếu là anh, ban tổ chức ơi cho tôi thêm một ít âm nhạc. Tôi muốn chạm vào tay Trang hay là người phụ nữ, người con gái mà tôi muốn. Anh thích em lắm. Anh muốn sao không? Bởi vì chúng tôi có cấm các bạn nói chuyện không? Tại sao em bỏ phí đi cơ hội của mình? Đã thích thì mình phải tấn công, đã thích thì mình phải thể hiện chứ. Tại vì Trang có nói một câu là Trang có quyết định của Trang. Oh my god. Đừng bao giờ đoán ý nghĩ của người khác. Để trước khi chúng tôi chốt vấn đề, tôi muốn dành cho cô em gái rất dễ thương của tôi, đó là Linh. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cảm thấy cũng bình thường ạ, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên em bị từ chối. Chị hiểu, mình cũng có một cái chút gì đó nó hơi thất vọng một chút. Nhưng mà mọi thứ đó chính là sự nhân duyên em à. Chị vẫn hy vọng rằng một ngày không xa em vẫn tìm được chân ái của mình. Và đừng bao giờ thôi hy vọng trong tình yêu. Luôn luôn hy vọng, bởi vì sẽ có một cái người đàn ông rất tốt, người đàn ông vừa vặn với em. Cái lúc hỏi em thế nào em chết chim rồi, xong mắt em lại nhìn Khánh. Không, bây giờ em nổi lên lại rồi ạ. Hả? Em nổi lại rồi ạ. Nổi chưa? Nổi rồi ạ. Rồi. Lên bờ rồi anh ơi. Rồi, lên bờ rồi, lên bờ. Lên bờ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ trên sân khấu của chương trình Chân Ái, chúng tôi đã chốt được với nhau, mix được với nhau một cặp đôi. Đó chính là Trang và Hoàng Anh. À, xin nói lời tạm biệt với hai bạn còn lại. Thực sự thì... em rất cảm ơn Hoàng Anh và Khánh hôm nay đã dành tình cảm cho em. Em cũng rất là bất ngờ với việc là Khánh lại nói là thích em. Thật ra là em cũng có biết là trước bạn cũng đã bị từ chối một lần rồi. Và hôm nay lại bị lặp lại. Và đúng như là anh Xuân Bắc nói, trong tình cảm ấy ạ, thì chúng ta không nên nhường nhịn. Và em cũng muốn là Khánh, nếu mà Khánh sau này có thích ai đấy thì nên mạnh mẽ hơn một chút. Đó. Không hiểu vì sao nhá. Mở đầu chương trình tôi nói và gần cuối chương trình chúng ta lại mắc đúng một cái đó. Đó chính là nhiệt tình quá thì mất giá mà kiêu xa quá thì mất nhau. Và thưa quý vị, hôm nay chính thức trong chương trình Chân Ái, tôi giới thiệu bạn Khánh, Thánh bị từ chối. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là Chân Ái. Kính thưa quý vị, đến với phần này thì chúng ta nhìn thấy cuốn sổ tình yêu của anh Xuân Bắc đã mở ra. Trong đó là những cái bí kíp, những cái gì nó ghê gớm lắm mà anh ấy đã sưu tập suốt thời gian qua. Đó là hành trình tìm đến chân ái của anh ấy. Và bây giờ anh Xuân Bắc sẽ
cho những cái câu hỏi, và nhiệm vụ của hai bạn là ghi đáp án của mình vào trong tấm bảng kia. Và thật ra đây chỉ là một bài kiểm tra mang tính tham khảo để xem là hai bạn có hợp nhau hay không. Tôi thấy bạn Hoàng Anh cảm xúc và cái bộc lộ của bạn rất là hào hứng, hừng hực. Em thì đơn giản là em thẳng mà thật thôi ạ. Có gì đâu ạ. Có mình có cái gì thì mình nói đấy. Ờ đúng rồi, nó bộc lộ hết ra ngoài. Miệng nói một kiểu, con người thì cứ đung đưa. Em hợp với cái bài chú voi con ở bản đôn. Tối nay về tập DJ bài hát đó. Chú voi con chịa chịa chịa. Nào. Tôi thấy cả nụ cười của bạn rất là hạnh phúc, rạng rỡ. Trước khi đến với phần tiếp theo, tôi vẫn muốn gửi một lời chúc tốt đẹp tới hai bạn. Thực sự. Cảm ơn anh. Đây là một cơ hội rất tuyệt vời đấy. Nào, khi làm đám cưới, các bạn dự kiến sẽ làm bao nhiêu mâm? Trời ơi, có cái vụ đấy à? Ở kia sao không? Đúng chứ. Sao không? Anh tôi hỏi Hoàng Thùy là, ôi giời ơi, cái gì? Em hình như em có được biết là hình như là nếu như mà trong chương trình này hai người mà đi đến kết hôn trong vòng 18 tháng là được... Được tổ chức đám cưới. Đấy, hóa ra bên này mới là hào hứng hừng hực. Anh có cho cái có sự lựa chọn đám cưới của các bạn sẽ làm bao nhiêu mâm? A 50 mâm, B 70 mâm, C 100 mâm. Xin mời. Cứ 100 mâm thôi bác ơi. 50 mâm. Rồi. 70 mâm, 100 mâm. Xin mời hai bạn. Phương án A, Phương án B, Phương án C. Yeah, cùng nhau. 1. Món đồ đầu tiên mà các bạn sẽ lựa chọn và mua để trong phòng riêng của hai vợ chồng là món đồ gì? Trời đất ơi, cái gì mà khó vậy? Có A. Một chiếc đồng hồ treo tường. B, một bộ bàn phấn trang điểm. Và C, một chiếc cũi trẻ em. Để trong phòng ngủ hả? Đúng rồi, mua đầu tiên đấy. Từng người dơ một nha, xin mời. B. Đấy là một bộ bàn phấn trang điểm. Thấy bọn em thấy bọn em hợp nhau không? Dở ra. C, một cái cúi trẻ em. Rồi. Tao thế không muốn có em bé liền à? Không phải, bởi vì em thì từ bé lớn, từ lúc em sinh ra ấy, là em đã được ở phòng riêng rồi. Nhưng mà em có con em cũng thể là phòng riêng luôn. Nghĩa là sẽ mua cái cúi cho em bé nhưng mà để phòng riêng. Dạ. Yeah. Chà. Tốt rồi. Tiếp theo, câu hỏi này quan trọng đây này. Nếu chụp ảnh cưới, các bạn sẽ lựa chọn chụp ở đâu? A, trên rừng. B, là vùng biển. Xin mời. Chỉ có A, B thôi đấy. Sao đơn giản vậy? Đơn giản thế thôi. Xong, có đáp án. Mời bạn. B. B. Trùng. Yeah. Nào, nếu chọn để nuôi một thú cưng, các bạn chọn con gì sau đây? Chó hay mèo? Đơn giản thế. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em? Chó. Chùa. Và bên này, chúc mừng mèo. Chó mèo cắn nhau đấy. Ông hiện tại là nhà em không nuôi cả hai, mà mấy con đấy là chơi với nhau hết. Đúng rồi, không sao đâu, em cũng nuôi cả hai này, chơi được với nhau hết à. Này tôi xin lỗi, tôi không hỏi cô Văn Cường. Chúc mừng hai bạn, như vậy là chúng ta có 50-50. Chúng tôi tuyên bố luật lúc đầu tôi đưa ra hoàn toàn bị bãi bỏ, 50-50 được chấp nhận. Bây giờ sẽ đến phần các bạn hãy đọc lá thơ của mình. Lá thơ này họ viết trước khi họ gặp. Lá thư này họ đã viết trước khi họ chạm mặt nhau ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những cảm xúc ấy rất chân thành. Xin mời lá thơ của Trang. Mình à, đây là lần đầu tiên em viết thư cho một người đàn ông. Đó chính là anh, chồng tương lai của em. Những dòng tâm tình này em gửi đến anh, mong là anh cảm nhận được. Em là một người vấp ngã rất nhiều trong tình yêu, và lúc trước đã không ít lần bị phản bội. Có lẽ hơi bất ngờ đúng không? Nhưng thật sự trong tình yêu, em luôn là người dành tình cảm nhiều hơn cho đối phương. Khác với vẻ bề ngoài mạnh mẽ và gay góc, bên trong em luôn là một cô gái yếu đuối.
luôn yêu như lần đầu yêu. Thật sự em đã rất sợ, sợ vấp ngã, sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, người em viết lá thư này là người em tin rằng sẽ che chở, sẽ yêu thương em, khiến cho em phải không phải gồng lên mà có thể không cần phải lớn nữa. Em hứa nếu như mà anh trân trọng em, chung thủy cùng em vun đắp gia đình nhỏ của chúng ta, anh sẽ nhận về một cuộc sống hạnh phúc cùng một người vợ sẽ cùng nắm tay anh đón nhận mọi điều trong cuộc sống gửi mình của em. Dễ thương. Trang ơi Trang, sao mà em đọc lá thư mà như kiểu em nói hết cái nỗi lòng của chị ấy. Em nghĩ là chắc là khí rơi luôn này. Ôi, ai cũng muốn ước mơ của mọi cô gái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tâm sự của chàng trai Hoàng Anh đang rất nóng. Vì vợ tương lai của anh. Anh không phải là một người giỏi bày tỏ tình cảm trên một bức thư. Nên là việc viết một bức thư cho em rất là khó khăn. Anh chẳng bao giờ động đến giấy bút. Anh dùng điện thoại để ghi số điện thoại, dùng Facebook, Instagram để kết nối. Nhưng hôm nay anh dùng giấy bút để tâm sự với em. Đối với anh đây là một điều rất khó, nhưng vẫn là khó nhất, vẫn là chinh phục trái tim em. Anh là một người thích dùng hành động hơn là lời nói. Anh biết công việc của anh là một công việc khá là bận rộn. Ngoài thời gian dành cho công việc ra thì khoảng thời gian còn lại của anh là của em. Anh không tìm một người hoàn hảo, mà anh tìm một người để có cùng tần số với mình. Mà anh nghĩ trong tình yêu ấy, là không có tiêu chuẩn, biên giới hay bất kỳ một lý do nào cả. Quan trọng là mình tìm thấy sự thấu hiểu ở nhau là đủ rồi. Em à, anh sẵn sàng để nghe câu trả lời của em. Nếu em cũng có cảm tình với anh thì hãy nói cho anh, hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Your future. Mặc dù bạn ấy rất là rung, xúc động, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng ánh mắt nhìn của bạn ấy khi đọc cái lá thơ, có 5 lần bạn ấy ngước lên nhìn, 5 lần bạn ấy ngước lên, rất trúng mục tiêu. Phải nói là Cát Tường cực kỳ tinh tế khi quan sát vào việc 5 lần mà bạn Hoàng Anh ngước mắt lên. Còn tôi chỉ đếm được có 4 lần Trang ngước mắt nhìn. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Kính thưa quý vị, chúng ta đã dành nhiều thời gian để theo dõi 4 người tham gia ở chương trình. Và đến giờ phút này trên sân khấu chỉ còn lại hai bạn Trang và Hoàng Anh. Chúng ta thấy rõ ràng họ rất xứng đôi vì họ cũng đã chọn nhau rồi. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng và cũng chính là cái mấu chốt cuối cùng, đích đến cuối cùng của chân ái. Họ đã là một cặp đôi đồng ý cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu để hướng tới một tình yêu bền vững. Đúng, chính xác. Nhưng hiện tại không biết là cảm xúc của các bạn ấy có đủ lớn, đủ mạnh để chạm đến việc trao cái lời hẹn ước cùng nhau ngay tại sân khấu của chân ái hay không. Và trong phạm vi chương trình, nếu như các bạn đồng ý tỏ tình và người kia chấp nhận lời tỏ tình, đó là lời tỏ tình đó sẽ được bảo lưu trong vòng 18 tháng. Và ngay bây giờ, và một bản nhạc sẽ vang lên. Trong phạm vi của bài nhạc đó, nếu như các bạn tiến tới cùng nhau, trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau những lời yêu thương và hẹn ước, có nghĩa là chúng ta đã chạm tới chân ái với sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đây. Hoàng Anh, em có nhớ đầu tiên Trang nói gì không? Thông tin là gì biết không? Trang mong muốn cười. Muốn lấy chồng lắm rồi. Đơn giản có thế thôi. Bên này là muốn lắm rồi đúng không? Muốn lắm rồi ạ. Đấy, muốn lắm rồi, muốn kết hôn lắm rồi. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu phần tiếp theo của chương trình. Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hòa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mối tình đã tan vỡ. Sơn xanh sắp hết nhưng anh thôi không còn nghĩ ngợi. Xuống phố môi tôi so quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh.
bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây, biết đã tìm được yêu thương nơi cuối thanh xuân. Lời hứa mãi chẳng xa rời, hạnh phúc ta lúc không vui vì đã biết chính đôi ta là hai mình ghét bức tranh đời mình. Tôi tôn trọng quyết định của bạn. Còn nhiều thứ có lẽ chưa thấy rõ bằng thời gian. Những tin đến cùng như mơ và lúc sau do đến quán vây quanh chuyện tình ta là mình lung lay khát vọng. Tại vì thực sự là với em ấy, cái chuyện mà để tìm hiểu một người, để yêu một người, em đã rất là sợ một thời gian rất là dài rồi. Em muốn cho mình một cơ hội khi đến đây và tìm hiểu trước. Em cũng muốn tìm hiểu trước. Thì lúc mà chương trình nói là hai bạn phải cầu hôn với nhau, mặc dù nó ở trong chương trình thôi, nhưng mà đối với bản thân Thùy, Thùy nghĩ rằng cái việc mà trao nhẫn và cầu hôn với một ai đó nó thực sự là rất là thiêng liêng. Và Thùy nghĩ rằng cái quyết định của các bạn chứng tỏ không phải là các bạn phân vân về nhau, mà các bạn là một người rất là nghiêm túc. Thật ra tôi hoàn toàn đồng cảm với những cái suy nghĩ, những cái đắn đo của Trang. Bởi vì chúng ta là phụ nữ, đặc biệt là những người đã từng trải, đã có những va vấp trong tình yêu, không dễ dàng gì để có thể đưa ra một cái quyết định trọng đại đối với cuộc đời của mình. Và ngay bây giờ các bạn có thể nắm tay nhau, mình vẫn là một cặp đôi đã hẹn hò nhau ở trong chương trình Chân Ái. Và các bạn tiếp tục hành trình vun đắp cho tình yêu của mình, xây dựng cái tình cảm của mình vững chắc hơn. Và cái cây tình yêu đó biết đâu một ngày sẽ đơm hoa kết trái. Và chúng ta cũng không cần vội, hãy cho họ một tràng pháo tay chúc phúc cho họ. Một ngày không xa, biết đâu họ cũng sẽ thật sự báo tin vui và về một nhà với nhau, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta cũng đã đến với một mối tình bắt đầu nảy nở trong sự ngỡ ngàng. Và theo tôi nghĩ, ngỡ ngàng của chính hai người tham gia chương trình. Chúng ta cũng thấy họ mở lòng ra để cho mình cơ hội. Và đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho Hoàng Anh và Trang Môn. Tôi nghĩ rằng mọi người một tràng vỗ tay nữa thật to để chúc mừng họ. Tương lai đang ở phía trước. Và một điều chúng ta đã đều biết và Xuân Bắc xin phép được nói lại, đó chính là hạnh phúc là cả một con đường chúng ta đi, không phải là một đích đến cụ thể. Chúc các bạn luôn luôn có được hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Kính thưa quý vị, chương trình Chân Ái được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Quý vị nhớ đón xem và đừng bỏ lỡ một tập nào quý vị nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây.